Độc lạ thế giới động vật. Một cô gái đang cầm đèn pin đi dạo vào ban đêm thì phát hiện ra một chú ếch cây bụng trắng siêu mập đang há mồm ra nuốt cái gì đó. Cô lại gần thì thấy đó là một con rắn. Lập tức cô gái chạy về nhà, lấy chiếc máy ảnh Canon ra chụp bức ảnh này và cô đăng lên mạng xã hội. Thật bất ngờ nó đã trở thành bức ảnh nổi tiếng và thu hút rất nhiều sự tò mò của mọi người. Và điều đặc biệt là con ếch không chết, mà ngược lại nó đang rất khỏe mạnh. Vì bình thường khi ếch cố nuốt một cái gì đó không vừa mồm của nó thì rất dễ gây tắc đường thở dẫn đến cái chết.